Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với chương trình trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong số hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với trang truyền hình huyện Phong Điền. Trước hết là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Phong thu thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để phát triển bền vững. Phong Hiền phát triển cây dâu tằm thành sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương, tăng thu nhập cho người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, xã Phong Thu, huyện Phong Điền đã mạnh dạn tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển ổn định, bền vững. Xã Phong Thu, huyện Phong Điền là địa phương có nhiều tiềm năng và thế mạnh trong phát triển cây ăn quả. Những năm qua, Phong Thu đã khai thác thế mạnh này để phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt trong quá trình bắt tay xây dựng nông thôn mới, Phong Thu đã và đang tận dụng rất tốt thế mạnh thổ nhưỡng được thiên nhiên ban tặng để trồng cây có múi. Một trong những điểm mạnh đầu tiên là Phong Thu đã huy động các nguồn lực phát triển cây thanh trà trở thành cây chủ lực của địa phương. Chính quyền nơi đây đã tập trung đầu tư về khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, tổ chức lại quy mô sản xuất, đăng ký thương hiệu, hình thành chuỗi giá trị để tạo sức cạnh tranh, nâng cao giá trị thu nhập, đồng thời mở rộng thêm diện tích sản xuất. Toàn xã đã phát triển 135 hecta cây thanh trà với 430 hộ tham gia sản xuất. Ước tính mỗi năm cây thanh trà cho thu nhập khoảng 15 tỷ đồng. Từ khi thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã đã triển khai kế hoạch phát triển các vùng trồng thanh trà tập trung, cải tạo diện tích đất phù hợp để mở rộng thêm diện tích, hỗ trợ vốn cho nông dân. Đồng thời phát triển thương hiệu thành sản phẩm OCOP chủ lực của xã. Qua đó, để Phong Thu hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới vào cuối năm nay. Thì sản phẩm thì như năm vừa rồi thì nó hơn cả cái năm trước. Thứ nhất là cái sản phẩm của mình làm ra là đảm bảo là phân bón và phun thuốc nó hạn chế. Tất cả đều theo chương trình của VGF nó đề ra. Được hiện trạng cũng rất là tốt và qua cái vừa rồi cũng quá trình phát triển thương hiệu thì đã cùng với các xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đăng ký thành công thương hiệu Tân Đà Huế. Và hiện nay thì trong cái nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp theo thì sẽ cũng hướng là phải chuyển đổi mạnh một số diện tích có lợi thế về phát triển cây thanh trà, cũng là đến khoảng 200 đến 250 hecta mà có thể cao hơn nữa. Không chỉ có sản phẩm chủ lực là thanh trà, mà Phong Thu đã mở rộng phát triển diện tích cây ăn quả để tăng cao thu nhập của người dân trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ một vài hecta cây ăn quả như cam, quýt và bưởi da xanh được người dân xã Phong Thu ven sông Ô Lâu trồng năm 2015. Tới nay, toàn xã Phong Thu đã có gần 20 hecta diện tích trồng cam, quýt và bưởi da xanh. Các loài cây này phát triển rất tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương cho hiệu quả kinh tế cao. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, Phong Thu tiếp tục tuyên truyền, tạo điều kiện cho người dân các thôn có nhu cầu trồng thêm cây cam, quýt, bưởi da xanh với diện tích khoảng 50 hecta để phát triển kinh tế. Đồng thời, xã phối hợp với các cơ quan chức năng để mở lớp tập huấn cho người dân về việc phát triển mô hình trồng cây ăn quả. Qua đó, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, sản lượng trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ dừng lại ở đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, để tăng hiệu quả kinh tế, xã còn đẩy mạnh triển khai mô hình trồng sen trên diện tích lúa một vụ ruộng trũng năng suất thấp. Mô hình trồng sen được xã Phong Thu thực hiện từ trước đây. Tuy nhiên, năm 2019, mô hình được đẩy mạnh thực hiện thông qua việc chuyển đổi đất vùng trũng 5% từ lúa một vụ kém hiệu quả kinh tế với diện tích gần 5 hecta. Theo đó, đến nay, diện tích trồng sen trên địa bàn khoảng 20 hecta. Theo đánh giá, sen là loài dễ trồng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Cây cho hoa đều, bông to và đẹp. Hạt sen thu được từ các đài có chất lượng tốt. Theo đánh giá bước đầu, mô hình này đem lại hiệu quả kinh tế ổn định, cải thiện đời sống cho các hộ dân tham gia trồng. Tuy nhiên, vấn đề cây giống đang là khó khăn cho người dân trên địa bàn. Trồng sen trên địa bàn vẫn có nhiều khó khăn, đó là cái việc giống và nhiều cái loài sâu bệnh về cây sen thì vẫn chưa được có các cái tài liệu và cũng như là các cái kỹ thuật để mà trồng và chăm sóc. Thì hiện tại thì vẫn nhiều cái diện tích sen đã trồng thì cũng đã chết. Thì cái này thì cũng là một cái khó khăn chung của toàn xã, của toàn huyện.
Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền cho thấy hiệu quả mang lại là rất lớn. Người dân ở đây đã thực hiện tốt các mô hình phát triển cây ăn quả, xây dựng mô hình vườn mẫu. Cùng với phát triển kinh tế vườn, xã Phong Thu còn tập trung đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế gia trại theo hướng sản xuất hữu cơ cho hiệu quả kinh tế cao. Đây là mô hình chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Lịch tại thôn Hữu Trạch. Trong đợt dịch bệnh tả lợn châu Phi vừa qua, hàng chục con lợn nuôi của gia đình ông vẫn phát triển bình thường, đảm bảo an toàn, không dịch bệnh. Bởi gia đình ông đã thực hiện nuôi theo mô hình sinh học với sự hỗ trợ hợp tác từ con giống đến tiêu thụ với tập đoàn Quế Lâm. Đây thực sự là mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân trên địa bàn. Đó thực sự là mục tiêu mà chính quyền địa phương hướng đến trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chăn nuôi lợn là sử dụng cái men sinh học để mà đổ chuồng nên không phải tắm cho lợn. Và từ chỗ đó có cái men sinh học nên xử lý là không có cái mùi hôi. Cái việc thứ hai là con lợn nó khỏe mạnh. Kết hợp với thức ăn của Quế Lâm và tôi cho ăn thức ăn rau sạch ở trong vườn nên từ chỗ lợn khỏe mạnh nóng bị chết bệnh, hiệu quả kinh tế thì rất là cao. Rồi thì lợn hồi chết nhưng lợn tôi là không chết, mà hiện nay tôi nuôi 5 lần nay nên xuất chuồng một lửa như vậy bán 30-40 triệu. Như vậy thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã Phong Thu triển khai thực hiện đồng bộ cả trồng trọt và chăn nuôi, khuyến khích người dân lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đồng thời, áp dụng thâm canh tăng vụ, chuyển đổi hình thức sang sản xuất hàng hóa, trồng cây tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Phong Thu đã thực hiện tiêu chí về thu nhập, nên tập trung chỉ đạo tổ chức lại sản xuất, tạo chuyển biến về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Với hướng đi này, Phong Thu sẽ sớm đạt chuẩn nông thôn mới bền vững. Cùng với Phong Thu, địa phương có thế mạnh về phát triển cây ăn quả. Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền cũng là địa phương đẩy mạnh phát triển cây ăn trái, phù hợp với thổ nhưỡng để nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp. Ngoài các đặc sản nổi tiếng như thanh trà, bưởi da xanh, dưa hấu, Phong Điền đang mở rộng phát triển thêm cây dâu tằm để cung ứng cho nhu cầu thị trường một sản phẩm đang được ưa chuộng và có thị trường tiêu thụ mạnh. Đây là vườn dâu tằm của ông Trần Sĩ Ngọc ở thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền. Vườn dâu của ông với quy mô 2 sào, khoảng 1.000 m². Hơn 4 năm nay, từ vườn dâu này, mỗi năm gia đình ông cũng thu hoạch được khoảng 30 triệu đồng với 2 vụ. Đây là nguồn thu nhập được cho là rất khá so với trồng các loài cây trái khác. Vào mùa thu hoạch, mỗi ngày hái được khoảng 20 kg, cũng không đáp ứng được cầu. Thương lái đến tận vườn để thu mua với chín vụ khoảng 35.000 đồng 1 kg. Lúc trái vụ giá thấp hơn khoảng từ 20 đến 25.000 đồng 1 kg. Theo người dân, điểm đặc biệt của dâu tằm không có sâu bệnh, nhẹ công chăm sóc, không sử dụng bất kỳ phân thuốc gì cả, nên trồng dâu gần như thu lại hoàn toàn, chỉ tốn công thu hoạch. Công xuất phát từ hộ gia đình, cá nhân dưới sự đỡ đầu của Hợp tác xã Nông nghiệp Hiền Lương, thì tìm tòi ra một cái cây mới là cây dâu. Như vậy hiện nay thì tôi trồng dâu thì mới được 3 năm tuổi thôi. Nhưng mà thực chất ra mà nói là rất hiệu quả so với các cây trồng khác. Một năm như vậy nếu như chúng ta thu hoạch trên một đơn vị sào á, mà 2 vụ thì khoảng trong tầm 15 triệu. Mà đặc biệt là cái cây dâu này á, địa phương của Hợp tác xã Nông nghiệp Hiền Lương của chúng tôi là phát triển trên 10 hectare. Nó cũng mang lại cái kinh tế hiệu quả cho hộ gia đình. Cây dâu tằm phát triển mạnh ở Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền từ năm 2015 khi một số người dân đi học tập và lấy giống cây từ vùng đất Lương Quảng Nguyệt Biều, phường Thủy Biều, thành phố Huế và một số người dân lấy giống từ Đà Lạt. Một vài hộ dân tham gia trồng dâu đến nay thấy loài cây trồng này cho hiệu quả kinh tế cao mà lại dễ trồng nên người dân Hiền Lương đã tham gia hơn 50% hộ dân trên địa bàn với quy mô hơn 10 hectare. Sản phẩm thu hoạch không đủ bán cho thị trường tiêu thụ trong tỉnh. Theo người dân, vùng đất Hiền Lương rất phù hợp với trồng cây dâu tằm, không thua kém gì so với Đà Lạt hay các vùng đất khác. Thời gian trồng lại ngắn, chỉ từ 6 tháng đến 1 năm là cây cho trái khá nhiều. Đề nghị với coi như cả cấp là nghiên cứu để hỗ trợ thêm cho đơn vị hợp tác xã và đặc biệt của nông dân là coi như làm thế nào để biên chế
biên chế thực phẩm để tăng giá trị sản phẩm lên. Và quy mô chúng tôi thì hiện nay là mới 10 ha nhưng khả năng còn phát triển nữa. Với thị trường hiện nay thì coi như là giá trị nó khá. Như vậy bình quân nếu chính phủ là một sào thu nhập được khoảng 12 triệu trên năm. Và trái vụ thì cũng là tương đương và thu hoạch là cả năm. Như vậy cây này rất hiệu quả thì đề nghị với các cấp nghiên cứu để hỗ trợ thêm cho nông dân là tăng cái thu nhập sau khi là nông nhàn. Và đây là công việc làm thường xuyên. Kinh tế vườn là cũng quan trọng nên cũng đề nghị là có những nghiên cứu để hỗ trợ cho giúp cho bà con nông dân. Nói đến dâu tằm, ít ai ngờ nhiều nông dân Hiền Lương trồng thành công với năng suất chất lượng không thua kém các địa phương khác. Hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn cũng đã tham gia chuyển đổi những cây trồng năng suất thấp sang trồng dâu, hướng đến xây dựng một vùng trồng dâu đặc trưng, một sản phẩm đặc sản của Hiền Lương vốn nổi tiếng về nghề rèn truyền thống. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả. Mọi thông tin xin gửi về trang truyền hình địa phương, phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, địa chỉ 58 Hùng Vương, thành phố Huế. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website trt.com.vn hoặc trên Fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.